Khi Liễu Tích Dung tới nghe được câu này, bảo nàng cứ nằm mơ đi, nói Liễu Thiêm đã có tỉ muội ruột rồi. Sau đó hai người họ sẽ cãi nhau móc mỉa nhau. Mỗi ngày cô đều cắt cỏ cho thỏ ăn, thêu khăn cho Liễu Tích Dung và Vệ Khinh Vũ. Ngày tháng trôi qua thật đơn điệu, cứ lặp đi lặp lại hoài, nhưng lại cũng có sự an nhàn khó có được. Mẫu thân ở tướng phủ, rất lâu cung nữ theo cô mới báo bình an một lần. Cô cố ý tránh Liễu Hy Nghiên, cô ta cũng không tới gây rắc rối cho cô. Nghe nói Bạo Quân đi Tây Tuần xa xôi, nên cũng đã lâu lắm rồi cô chưa gặp lại hắn. Vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ liên quan gì tới hắn nữa. Nghe nói Bạo Quân đi về phía Tây một chuyến, lạm sát suốt chặng đường, quan xa dọc đường người ngã ngựa đổ, vất vả lắm Bạo Quân giết chán rồi mới hồi cung. Tiễn được vị đại Phật đi khỏi chỗ này còn đang thở phào nhẹ nhõm, kết quả nửa đường lại có kẻ va vào tôn giá của thiên tử, bị đưa về kinh thành ném vào thiên lao. Trùng hợp thay người nọ là thần y nổi tiếng gần xa, thích làm việc thiện, thường hay chẩn bệnh từ thiện cho dân chúng, rất được người dân yêu quý. Nghe tin thần y bị đánh ném vào thiên lao, bách tính muôn nơi chịu ơn liên danh lại đưa ra yêu sách cầu tình cho lão. Quan thân châu phủ vì vậy mà lại bắt đầu nhức đầu, nhưng không dám dâng thư thỉnh tấu, vì vừa có người trên triều vừa nhắc tới, Bạo Quân đã hành hình vài đại thần ngay tại chỗ, máu chảy xuống bậc thang. Vài ngày tiếp đó, Bạo Quân đều điên cuồng giết người bừa bãi, bầu không khí của hậu cung triều đình trở nên ngột ngạt nặng nề. Lúc này cung nhân trong cung Liễu Hy Nghiên tìm đến cô, bưng chén thuốc trong khay ý bảo cô nhận lấy, gần đây bệnh đau đầu của bệ hạ lại tái phát. Quý phi nương nương quan tâm tới bệ hạ, ôm đồng việc sắc thuốc, tự mình sắc thuốc cho bệ hạ, vốn dĩ định tự bưng qua đó, thế nhưng chợt thấy không được khỏe. Người là tỷ muội ruột của nương nương, nương nương cố ý dặn dò bảo người làm thay. Này rõ ràng là giáp tâm làm chuyện xấu, sáng nay trong cung vừa mới truyền ra, có một cặp mỹ nhân song sinh từ nước khác hiến tới, không rõ tình hình trong cung. Nghe bệ hạ không khỏe bèn nấu canh đưa đến cần chính điện, tiếp đó hai tiếng kêu lên đầy thảm thiết, sau đó không còn ai bước ra ngoài nữa. Đây là muốn cô tự đâm đầu vào chỗ chết đây mà. Thấy cô rất lâu không đáp lại, cung nhân lại cười rộ lên, nghe nói lão gia giấu một nữ nhân không rõ lai lịch trong phủ. Phu nhân biết chuyện rồi nên đang đau lòng lắm đây, ai mà biết phu nhân có bán người vào hoa lâu không. Cô nhận lấy chén thuốc kia, nhìn ả ta thật kỹ, nhớ kỹ mặt mũi ả này, quay đầu đi về phía cần chính điện. Đây là nơi cô chưa từng đến, một đám người run rẩy quỳ ngoài điện, có mấy người mặc triều phục đang bị đè xuống đánh roi ở ngoài điện nhưng không dám kêu, thò tay vào trong miệng, chịu đựng mà cắn khoang miệng đầy máu tươi. Lại chẳng ai cản cô lại, bước vào đại điện, vòng qua bình phong, hai thi thể đầu một nơi người một nẻo nằm giữa đại điện. Đổi thành đám quý nữ nũng nịu kia sợ đến mức ngất xỉu hoặc nôn mửa ngay tại chỗ, bước chân cô hơi chững lại một chút, cúi mặt tiến về phía trước. Bạo Quân đang nghị sự, hắn ngồi ở trên cao đỡ trán, có vẻ như là đau đầu thật. Sắc mặt hắn rất tệ, ngoài cửa sổ trời âm u lạnh lẽo, ánh sáng trắng chiếu xuống cả người hắn để lộ ra cả người hắn đầy thô bạo lại áp lực đè nén. Mấy đại thần ở dưới lau mồ hôi lạnh liên tục. Cô im lặng đi ngang qua bọn họ, cẩn thận đặt chén thuốc ở trên bàn Bạo Quân, đang định lui ra trong thầm lặng, thì dưới đó lại có người nói sai một câu khiến Bạo Quân tức giận. Hắn đột nhiên đứng dậy, vung tay quét hết tấu chương, giấy bút trên bàn và thuốc vừa nấu xong xuống đất, phát ra tiếng động loảng xoảng rất to, đám người bên dưới cũng nhao nhao quỳ xuống đất thỉnh tội. Bạo Quân rút kiếm chém đầu một thần tử, giọng nói lạnh như băng, cút, cút hết đi. Hắn đá văng cái đầu ở ngay bên chân, ném mạnh thanh kiếm xuống đất. Bọn họ vội vã chạy xông ra ngoài, cô còn chưa kịp rời đi, khóe mắt hắn đã thoáng liếc thấy cô. Bóp chặt cổ cô, vẻ mặt hung ác nham hiểm, con mắt đỏ sòng sọc, sắc bén lại điên cuồng, sao ngươi còn chưa đi? Dường như cô cảm nhận được rằng tình trạng của hắn có hơi kỳ lạ. Thế nhưng cổ cô bị bóp chặt không thể nói nên lời, yếu ớt dãy giụa dưới tay hắn như kiến càng lai cây, tầm mắt của cô dần trở nên mơ hồ. Giây phút sắp lìa đời, như theo bản năng cô rút đoàn đao trong tay áo ra đâm xuyên bàn tay của Bạo Quân. Hắn thả cô ra. Cô tê liệt ngồi trên mặt đất ho khan há to miệng hít lấy hít để, thấy tay hắn toàn là máu, cô mới nhận ra mình đã làm gì. Ngay lập tức cảm thấy mình sắp chết tới nơi, nhưng chưa kịp hoảng loạn hay sợ hãi, bởi vì bị bóp cổ ngạt thở quá lâu, cô chóng mặt ngất xỉu. Cô tưởng rằng dù cô còn có thể tỉnh lại, thì chắc chắn đang ở trong đại lao âm u tối tăm. Nhưng cô mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô lại là cung điện ánh nến mờ ảo. Cô bò từ trên giường dậy, thấy mấy cây kim châm cứu ở trên cánh tay, chắc là có thái y đến khám cho cô. Cô rút kim ra vừa đi ra khỏi gian phòng nhỏ vừa ngắm nghía, vẫn đang ở cần chính điện. Cả đại điện yên tĩnh đến đáng sợ, một đống hỗn loạn vẫn chưa được thu dọn, ngọn nến trong góc đã cháy được một nửa, giọt nến chậm chậm chảy xuống. Mùi đàn hương từ trong bếp lò bay vào cung điện trống trải u ám xua đi mùi máu tươi. Bạo Quân quay lưng về phía cô, hắn uể oải ngồi cô đơn trên bậc thang chơi đùa với đoàn đao. Vết thương của hắn vẫn chưa băng bó,
y phục dính đầy máu. Trong chốc lát cô không biết nên tiến hay lùi. Dường như hắn có mắt sau lưng, lạnh nhạt hỏi, tỉnh rồi. Cô vội vàng bước tới trước mặt hắn quỳ xuống thỉnh tội, nói đâm hắn bị thương là lỗi của mình cô sẵn sàng chịu phạt, chuyện này không liên quan gì đến Liễu gia. Hắn không phản ứng, một lúc lâu sau, cô thử thăm dò ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bạo quân vẫn lặng lẽ cầm chuôi đoàn đao kia, đường nét tỏa sáng dưới ánh nến, lông mi hơi rủ xuống. Đáy mắt phản chiếu ánh nến mờ ảo, lạnh lùng lại mệt mỏi, mang theo sự bi quan chán đời không sao xua đi được. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt cảm thấy thật ra hắn là người đẹp nhất. Người đẹp từ trong xương cốt, khuôn mặt hắn xấu xí, nhưng cốt cách và tướng mạo vẫn tuấn tú vô cùng, mang đến vẻ đẹp choáng ngợp đầy buồn tẻ. Hắn chờ cô nói xong mới nói, đây là đoàn đao mà thập ngũ đã lén đưa cho ngươi. Một trong những món quà sinh nhật mà mẫu thân tặng cho ta năm ta 16 tuổi. Một câu nói rất bình tĩnh, lại giống như sấm sét nổ tung trong đầu cô. Lúc cô cùng đường bí lối, có người từng kéo cô lên, người ấy, cô sẽ không bao giờ quên. Cô xấu hổ vì không nhận ra hắn. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng vị đế vương tàn bạo, ác như quỷ này lại là chàng thiếu niên dung mạo như ngọc, cao quý hiền lành tử tế lúc trước. Cuối cùng cô cũng hiểu, ngày ấy cô bị kẻ nào đó xô ngã xuống trước mặt hắn, vì sao hắn chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra cô không phải là Liễu Hy Nghiên. Cô không nhận ra hắn, nhưng hắn vẫn nhớ rõ cô. Hắn nhớ tên cô là A Đào. A Đào là đứa trẻ không cha, một mình bảo vệ người mẹ bị điên ngốc, là thập ngũ từng nói cho hắn biết. Một kẻ ăn mày không cha, vì tìm người mẹ bị điên của mình mà suýt chết đói ở đầu đường, đáng thương như vậy. Chật vật đến thế, sao có thể giống một người như Liễu gia Liễu Hy Nghiên từ nhỏ đã sống trong sự sủng ái mà lớn cơ chứ? Trong khoảng thời gian này, chắc là hắn đã sớm biết rõ lai lịch của cô. Cô tưởng là hắn muốn lấy lại đoàn đao, dù sao thì đó cũng là vật có liên quan tới người xưa. Lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nằm trong tay hắn, khiến cô dâng lên ảo giác rằng quanh đi quẩn lại rồi vật cũng về với chủ cũ. Nhưng vị đế vương mặc huyền y, mái tóc đen tuyền cầm chuôi đao có chút cổ xưa kia, lấy góc y bào của mình lau sạch, lau vết máu của mình trên đó rồi đưa cho cô. Giọng hắn rất nhẹ nhàng, đao này, chuôi đao bóng loáng, chắc là mọi lúc mọi nơi đều mang theo bên mình, chắc chắn là rất quý rất thích. Nếu đã tặng cho ngươi thì là của ngươi, cất cho kỹ. Biết đây là lễ sinh thần mà mẹ hắn từng tặng cho hắn, cô xấu hổ quá không dám nhận. Hắn nhìn cô mấy lần, cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt cô, kéo cô dậy, đặt đao có vỏ vào lòng bàn tay cô, cầm bàn tay mảnh khảnh của cô nắm chặt lấy nó. Khác hoàn toàn với dáng vẻ điên cuồng thô bạo vừa rồi. Tay của hắn, thon dài, trắng xanh lại lạnh như băng. Lần đầu tiên cô ở gần hắn đến vậy, gần đến mức mà cô có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt thoang thoảng dưới mùi máu tươi trên người hắn. Lẽ ra bạo quân phải hung ác tàn bạo, giết người như ngoé lại nói với cô, cầm lấy nó đi. Thứ quý giá phải thật tâm trân trọng. Quà sinh nhật mà mẹ hắn tặng rất rất nhiều, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một trong số những món quà mà hắn chẳng đáng để tâm tới, còn với cô đây lại là món quà duy nhất. Vì vậy hắn đã để lại nó cho cô. Về đi. Hắn xoay người nhặt thanh kiếm dính đầy máu trên mặt đất lên, cắt một mảnh vải lau chùi cẩn thận. Xem ra không hề có ý định truy cứu chuyện cô đâm hắn bị thương, nếu không cũng sẽ không gọi thái y đến cho cô. Nhưng có vẻ hắn cũng không hề có ý định quan tâm đến vết thương trên tay mình, trên đó vẫn đang rỉ máu. Rõ ràng vừa nãy có thái y tới, hắn lại không cho người ta chữa trị cho mình, trong suốt quá trình đó cũng không hề tỏ ra đau đớn. Cô mạnh dạn nhắc nhở hắn, tay bạo quân dừng lại một chút, thuận tay xé mảnh vải tự băng bó qua loa. Cô không hiểu, nhưng cũng không có lý do gì để đi tìm hiểu sâu hơn, từng bước đi vòng qua bình phong, sau đó lại mạnh dạn vòng lại, cẩn thận hỏi hắn, bệ hạ, vậy thập ngũ trước đây đi đâu rồi? Ở trong cung lâu như vậy rồi cũng chưa từng gặp lại hắn, thuộc hạ thân cận nhất đã từng như hình với bóng đi theo chàng thiếu niên kia. Bạo quân ngừng tay lại, không hề nhìn lấy cô, cúi mặt xuống, vẻ mặt vô cảm, giọng điệu cũng bình tĩnh và lạnh nhạt, chết rồi. Chết ở nơi rất gần hắn, bị bầy ngựa dẫm nát đến hài cốt cũng không được trọn vẹn, nhưng khi ấy hắn không hề hay biết. Cô không nhớ mình đã bước ra khỏi Cần Chính Điện như thế nào. Mùa thu đến rồi, cỏ cây trên đường cũng bắt đầu khô héo, lá đỏ rải rác cuốn vào váy theo làn gió nhẹ chìm vào trong hồ nước dưới ánh trăng. Khi ấy cô vẫn chưa biết hắn tên là Cố Lưu, sau đó cô mới biết được Cố Lưu đi tuần tra ở phía Tây, điểm đến cuối cùng là Lạc Thành. Đó là tuyến đường mà năm đó hắn đi lưu đày, dọc theo đường đi hắn đã xử rất nhiều người. Đến cả quân doanh Lạc Ngoại Thành hắn cũng giết luôn một lần, thế nhân đều nói tính tình hắn thất thường, lạm sát người vô tội. Không có kẻ nào là vô tội cả, chỉ những kẻ đã chết rồi mới biết. Cố Lưu bị người ở Lạc Thành làm nhục, đàn áp đến cùng cực, từng giây từng phút bị dõi theo, chửi rủa, đánh đập, bị đánh gãy hai chân khập khiễng đi về phía trước. Bị ăn mày đùa giỡn suýt thì mất mạng,
bị hủy dung vì bị chuột gặm nhấm, bị cướp mất ngọc bài mà mẹ mình để lại. Hắn giả điên giả ngốc nhằm hạ thấp cảnh giác của kẻ địch, sống một cách gian nan, cho đến khi hắn nghe tin Thập Ngũ chết, bị người ta coi như là chuyện cười. Lúc biên giới loạn lạc, Lạc Thành suýt nữa bị đánh chiếm, Cố Lưu Nhân lúc hỗn loạn chạy thoát ra ngoài cứu được một số thuộc hạ cũ của mình rải rác ở khắp nơi. Lòng mang đầy hận thù chạy thẳng về kinh thành, định đồng quy vu tận với kẻ thù để báo thù. Cả đoàn người không dám đi đường chính, treo đèo lội suối lên đường. Lúc đói rét khốn khổ lạnh lẽo nhất thì gặp phải lão già bị trúng mũi tên, có người nhận ra lão là thần y nổi danh gần đó. Thần y ở Lạc Thành trần bệnh từ thiện lại bị cuốn vào chiến loạn, lúc chạy trốn bị tên bắn trúng, đang thoi thóp sắp chết tới nơi. Cố Lưu của khi đó đã sớm chết lặng thờ ơ, trong lòng đã chẳng còn bao nhiêu thiện niệm, nhưng đối phương là một lão già lại là thầy thuốc đã cứu sống vô số người. Cố Lưu rũ mắt nhìn lão cô một hồi lâu, cuối cùng chọn đưa lão theo, cả một đám người gom góp chút lương khô, thuốc thang còn lại để cứu lão tỉnh lại. Sau khi thần y tỉnh lại, nói rất biết ơn bọn họ, sau đó rắc thuốc mê vào nồi canh của mọi người, đưa họ về phủ của mình. Phủ đệ đó của lão, hoa màu tươi tốt xanh tươi, phía dưới chôn từng chồng hài cốt. Bề ngoài thì nổi tiếng là người tốt, thực chất lại là một kẻ điên lấy người ra để nghiên cứu thuốc thử. Lão không quan tâm đến mạng người, không để tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ quan tâm là có tạo ra được phương thuốc tốt nhất hay không. Lão thấy tính cách Cố Lưu cứng rắn, rất thích hợp để thử thuốc, không dễ chết, ảnh hưởng đến việc lão nghiên cứu thuốc. Cố Lưu và bộ hạ cũ trở thành người thử thuốc của thần y, đồng đội lần lượt chết đi hoặc tự sát trong sự tra tấn vô nhân đạo. Dần dần chỉ còn lại một mình Cố Lưu, hắn bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm không thấy ánh mặt trời, làm bạn với độc trùng xà thử. Sống một ngày bằng một năm, Cố Lưu đã chịu đựng suốt bao năm. Mỗi khi thần y tưởng rằng hắn sẽ chết, định chôn hắn, chàng thiếu niên lại lặng lẽ vượt qua, dường như vì sống mà sống, cho dù sống không bằng chết cũng phải sống. Cố Lưu kiên nhẫn nhiều năm như vậy, thăm dò cách bố trí trong phủ, lấy được sự tin tưởng của thần y, cuối cùng vẫn sống sót trốn ra ngoài. Sau khi ra ngoài, ngoài kia đã đổi khác, chiến loạn nổ ra khắp nơi, đâu đâu cũng bị tàn phá. Còn lão hoàng đế trong cung xa xôi mặc kệ chính sự, Tôn Quý Phi vẫn chưa ngồi lên vị trí hoàng hậu, An Vương trời sinh là kẻ ăn chơi không thể phục chúng. Các chư hầu dần dần có suy nghĩ gian dối, vội vàng quy hàng Quan Châu quận, dân chúng tiếp đó cũng không ngừng phản loạn. Cố Lưu lôi kéo Diệp đại tướng quân dẫn một số võ tướng trước kia theo, trong thời buổi loạn lạc lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, mở rộng thế lực, từng bước giết thẳng về kinh thành. Tôn Quý Phi và An Vương đều bị chính tay hắn bắn chết, hắn xách đầu của hai người tiến vào tẩm cung của hoàng đế. Thấy phụ hoàng từng cao lớn uy nghiêm co rúm lại thành một lão già gầy gò đang run rẩy viết chiếu thư thoái vị nhượng hiền. Lão hoàng đế không hề phẫn nộ khi bị bức vua thoái vị, trái lại còn nhìn hắn đầy nhẹ nhõm, tốt, tốt. Lưu Nhi, không hổ là Lưu Nhi của trẫm, dưới tình hình hỗn loạn, nhiều kẻ tranh giành quyền lực thì phải ra sức để bình định thiên hạ. Nhưng đợi đến khi Cố Lưu tiến lại gần, thấy rõ vết sẹo đáng sợ trên mặt hắn, mùi máu tanh hôi thối trên người và cả đôi mắt lạnh thấu xương như nước mùa xuân đã chết kia, lão hoàng đế đờ người. Sao con lại thành ra như vậy? Ông giống như đang nói với chính mình hơn. Khi Cố Lưu dẫn binh giết vào hoàng cung, lão hoàng đế lại hạ lệnh rút quân phòng thủ, không hề phản kháng, ở trên long ỷ chờ hắn đến, sau đó cuối cùng Cố Lưu cũng biết được nguyên nhân. Hóa ra trước đây mẹ của hắn không hề tự sát trong lãnh cung, cũng đúng thôi, một nữ tử có thể theo cha mặc giáp ra trận, nữ tử như thế, sao có thể gặp phải rắc rối là tự quyết đây? Đó chỉ là tuyên bố với bên ngoài. Thực ra Diệp Hoàng hậu bị nhốt trong tiểu trạch ở ngoại ô kinh thành, không biết vì sao lão hoàng đế không nỡ giết bà, còn hay đến thăm bà. Diệp Hoàng hậu bị bẻ gãy đôi cánh, bị nhốt trong tiểu trạch ấy nhiều năm, sau đó Tôn Quý Phi biết được chuyện này, thường sai người đến tra tấn bà, khiến Diệp Hoàng hậu đổ bệnh, lại ưu tư quá nặng, bệnh nhẹ dần thành bệnh nặng, cuối cùng bị bệnh mà chết trong tiểu trạch mãi chẳng thể thoát ra được kia. Sau khi bà qua đời, lão hoàng đế dường như chợt tỉnh ngộ tình yêu dành cho bà, ấy mà cũng đột nhiên nhận ra sự ác độc của Tôn Quý Phi. Ông bắt đầu hối hận vì đã làm tổn thương người vợ từng dành trọn ánh mắt cho ông, khiến bà trong mấy năm cuối đời chỉ còn lại sự căm hận với ông. Ông đổ cái chết của Diệp Hoàng hậu lên đầu Tôn Quý Phi, bắt đầu chán ghét bà ta, liên tục từ chối phong bà ta làm hoàng hậu, phong An Vương làm thái tử như đã hứa. Ông bắt đầu cảm thấy áy náy, tự chà đạp bản thân, không còn tâm trạng mà quản chính sự, suốt ngày sống mơ mơ màng màng trong cung điện mà Diệp Hoàng hậu từng ở. Sau đó tình hình thay đổi. Cố Lưu xách đầu ái phi và hoàng tử ném dưới chân ông, lão hoàng đế cũng không quan tâm, ông chủ động thoái vị, nói muốn hợp táng với thê tử đã mất trong hoàng lăng. Lão hoàng đế còn đang nói nguyện vọng hợp táng, lại không để ý đến hốc mắt Cố Lưu đã đỏ hoe, sát khí bừng bừng. Hóa ra trước đây Diệp hoàng hậu không hề tự sát trong lãnh cung, bà chết vì bệnh trong thâm trạch. Lúc bà bệnh mà chết,
cũng là lúc Cố Lưu làm người thử thuốc chịu đủ kiểu tra tấn, lúc hắn sắp chạy thoát được. Chỉ còn một chút nữa thôi, thì ra trước đây chỉ còn một chút nữa thôi là hắn đã có thể gặp được mẹ mình. Chỉ cần hắn chạy nhanh hơn chút nữa, giết về kinh thành nhanh hơn chút nữa, hắn đã có thể cứu được mẹ mình. Cố Lưu cười nhạo, vung tay chặt đầu cha ruột, tử trạng giống như hai người kia. Sau đó quất cho cái xác nát bấy rồi ném xác ra ngoài cho chó ăn, Diệp Hoàng hậu được rời chôn cất tại phần mộ tổ tiên Diệp gia. Ngày ấy Cố Lưu giết rất nhiều người, tắm máu cả kinh thành, lại thêm giết cha giết đệ, thủ đoạn tàn nhẫn, bất chấp hậu quả. Cho dù hắn có chiếu thư thoái vị mà tiên đế để lại, danh chính ngôn thuận đăng cơ thì thanh danh bạo quân cũng khó mà có thể ngăn cản truyền ra bên ngoài được. Vết thương ở chân trước đây của hắn đã sớm được chữa khỏi, nhưng vì chữa quá muộn mà để lại di chứng, khi trời lạnh luôn bộc phát những cơn đau dữ dội hết đợt này đến đợt khác. Cố Lưu đúng là một tên bạo quân, coi mạng người như cỏ rác, nhất là khuôn mặt ghê sợ bị người ta ghét bỏ. Hay là lúc vết thương cũ trên đùi đau âm ỉ, tâm trạng hắn không tốt, khiến hắn càng thêm tàn bạo khát máu. Không ai nhận ra rằng, thật ra mỗi lần hắn nổi trận lôi đình điên cuồng giết người, trạng thái của hắn có gì đó không ổn, giống như một con mãnh thú mất trí chỉ có giết chóc và thù địch. Đó là do ảnh hưởng của tàn độc trong cơ thể hắn. Cố Lưu bị coi là như một kẻ thử thuốc thử đủ loại thuốc, độc tính hòa vào nhau, khó có thể diệt tận gốc, phát tác bất cứ lúc nào, lúc nghiêm trọng thậm chí còn ảnh hưởng đến cả thần trí. Bản thân Cố Lưu biết, nhưng hắn lại bỏ mặc mình. Kẻ thù của hắn đã chết hết, người thân của hắn cũng đã chẳng còn, hắn giống như du hồn ở lại trên quãng đời này, không mục đích, cũng không có gì để buông bỏ. Hắn biết quá mức tàn bạo sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiệp quật, rõ ràng có hắn có thể giải quyết rất nhiều chuyện một cách nhẹ nhàng, nhưng hắn mặc kệ, hắn mặc cho bản thân tàn nhẫn hung ác, giết chóc. Vì hắn không hề thích thần dân của mình, cũng không hề thích bản thân. Lúc rơi xuống vực sâu, kẻ hắn cứu hại hắn, kẻ cứu hắn cũng hại hắn, người người dẫm đạp hắn, hắn đã chứng kiến quá nhiều bản chất xấu xa của con người, người và vật đều khiến hắn chán ghét. Lúc hắn ngồi ở tôn vị tối cao ở đời người, tay cầm ấn tỷ đế vương hô phong hoán vũ, mặc long bào mà nghệ nhân thêu cực kỳ tinh xảo. Nhưng dung mạo của hắn đã bị hủy hoại, dưới long bào là một cơ thể đầy những vết sẹo, thân xác hắn đã bị dược độc ăn mòn như gỗ mục nát từ lâu, bên trong cũng đã nát vụn, rách nát. Ai nấy đều sợ bạo quân, chẳng ai còn nhớ rằng trước đây hắn cũng là thái tử điện hạ được mọi người yêu mến. Đêm hôm đó, cô trở về từ Cần Chính Điện, mơ thấy mình hồi còn nhỏ, còn có cả Cố Lưu và Thập Ngũ hồi trẻ. Chàng thiếu niên đẩy con ngựa trắng nghịch ngợm đang nhai tóc hắn ra, dáng người cao lớn, ung dung hòa nhã, ánh mắt rủ xuống nhìn kẻ ăn mày chật vật đến đáng thương. Hắn nói, đừng đánh nàng. Hắn còn nói, Thập Ngũ, tìm giúp nàng. Sau đó, hắn lên xe, biến mất trong đám đông. Thập Ngũ rất thích cười, thân thiết như một người huynh, hắn cười đáp lại người bạn, tất nhiên là sợ rồi, nên là ta phải chạy đây. Nói xong chạy biến đi xa, hai người đuổi theo sau, cũng biến mất trong dòng người. Từ đó về sau, thế sự thay đổi, năm tháng dần trở nên tăm tối. Cố Lưu rạng rỡ lóa mắt và Thập Ngũ sống sơ sơ ngày nào đều chẳng còn nữa. Giống như lá rụng cuốn vào làn váy, chìm vào trong hồ nước dưới sự chứng kiến của ánh trăng chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Giống như vào cuối thu khi vạn vật điêu tàn, trời vẫn luôn âm u. Cô trở về từ Cần Chính Điện, chợt cảm thấy trời lạnh quá, cái lạnh thấm sâu vào tận xương tủy. Thế là cô ôm con thỏ xám trong góc ra, ôm nó cuộn tròn lại chìm vào giấc ngủ. Con thỏ rất ngoan, tuy là vẫn chưa quen nhưng cũng không dãy dụa đem đến sự ấm áp. Ngày hôm sau, cô đến tìm Liễu Tích Dung, hỏi thẳng tỷ ấy là tỷ mua chuộc cung nhân trong điện Liễu Hy Nghiên, ép ta đến trước mặt bệ hạ đang nổi giận để tự đâm đầu vào chỗ chết đúng không? Tỷ ấy còn chưa kịp bày ra nụ cười dịu dàng như nước thì đã bị câu hỏi của cô khiến cho sắc mặt cứng lại, còn quay sang ngạc nhiên nhìn cô, sao ngươi biết? Không phủ nhận, vậy thì đó là thừa nhận. Cái lạnh cuối thu ùa về, cô cảm giác như trái tim mình cũng thấm đẫm lạnh lẽo. Là bạo quân đã cho người điều tra rõ ràng. Lão thái giám nói với cô rằng, đúng là bệ hạ bị bệnh đau đầu, lúc phát tác là mất kiểm soát. Người đến đưa thuốc đều một đi không trở lại, trong cung luôn sắp xếp những tử tù đi để chịu rủi ro này. Nào có cung phi nào thích đến gần bệ hạ, ngoại trừ cặp mỹ nhân song sinh ngày ấy muốn đến ám sát hắn. Có kẻ ức hiếp cô vì không có người trong cung, bưng tay bịt mắt, mua chuộc cung nhân trong cung Liễu Hy Nghiên. Chặn thuốc ngày hôm đó lại là muốn cô tự đâm đầu vào chỗ chết, sau đó giá họa cho Liễu Hy Nghiên. Kẻ này là Liễu Tích Dung mà cô đã từng tin tưởng và biết ơn. Tỷ ấy dịu dàng, hòa nhã, cô vẫn luôn biết ơn tỷ ấy vì đã coi cô như là muội muội thật sự, đối xử với nhau như người thân. Lão thái giám hỏi phải xử lý Liễu Tích Dung thế nào, trong tay cô vẫn đang thêu giờ áo giữ nhiệt chuẩn bị cho tỷ ấy qua mùa đông, vừa lơ đãng kim đã đâm vào ngón tay, cơn đau đớn lan ra. Cô tập mãi cũng thành quen,
lau vết máu trên mẫu thêu đã dày công thêu biết bao ngày kia rồi lại phá hủy đi trăm hoa trông sống động như thật bằng chính đôi tay của mình. Cô không đáp, cô muốn tự đi hỏi tỷ ấy. Liễu Tích Dung không hề thấy rằng xé gì mà thừa nhận luôn, tỷ ấy cũng dứt khoát không giả vờ gần gũi thân thiết nữa, trở mặt ngay tại chỗ. Cười mỉa xé rách chiếc khăn tay mà cô từng thêu cho tỷ ấy. Đúng đấy, ta vẫn lừa ngươi suốt đấy, ai mà thèm cái đồ rẻ rách đó của ngươi. Khi Liễu Tích Dung còn rất nhỏ, mẹ đẻ của nàng ta đã bị đuổi ra khỏi phủ, đích mẫu đối xử với nàng rất bình thường, chủ yếu là không quan tâm. Còn cha thì chỉ khi thành tích học tập xuất sắc được thầy khen ngợi, hay là lúc biểu diễn tài nghệ trên yến tiệc giành được tiếng vỗ tay của mọi người, cha mới quan tâm nàng ta đôi chút. Thế nên, từ nhỏ nàng ta đã nỗ lực học cầm kỳ thư họa, xuất sắc về mọi mặt, nhưng khi đó nàng ta mới nhận ra rằng, thì ra đích muội yếu ớt bệnh tật triền miên đang dưỡng bệnh ở thôn trang kia, không học cái gì cả, cái gì cũng không biết nhưng vẫn được cha yêu thương. Thỉnh thoảng đích muội sẽ được đón về phủ Liễu tướng ở một thời gian dài, cô ta rất ghét Liễu Tích Dung, luôn ức hiếp Liễu Tích Dung, mà cho dù cha có biết cũng chỉ bảo nàng ta hãy bao dung cô ta hơn. Liễu Tích Dung cũng rất ghét Liễu Hy Nghiên, nhưng nàng ta không biểu hiện ra bên ngoài, sinh tồn mà lớn lên trong đại trạch viện, đến cả mẹ đẻ cũng không ở cạnh bên, toàn dựa vào chính mình, thế nên đã sớm học được cách ngụy trang, trong mắt người ngoài nàng ta luôn tỏ ra dịu dàng, hiền lành không mang chút công kích. Nàng ta đã muốn đối phó Liễu Hy Nghiên từ lâu, lần này tiến cung đã cho nàng ta cơ hội thoát khỏi tầm mắt của phụ thân và đích mẫu, nàng ta có đầy cách để có thể ngáng chân Liễu Hy Nghiên. Trong mắt nàng ta, cô cũng chỉ là một trong những cách để ngáng chân, một công cụ khá là tiện tay mà thôi. Trong kế hoạch của nàng ta, đối xử tốt với cô một chút là có thể giả vờ tình sâu nghĩa đậm với cô, sau đó hại chết cô rồi giá họa cho Liễu Hy Nghiên. Nàng ta lấy tình sâu nghĩa đậm với cô là đã có thể thuận lý thành chương lấy danh tiếng đòi công đạo cho cô. Yêu cầu nghiêm trị Liễu Hy Nghiên, còn có thể khiến cha nhìn thấu sự xấu xa của Liễu Hy Nghiên mà chán ghét cô ta. Chỉ là nàng ta không ngờ tới rằng cô có thể bình an vô sự đi ra khỏi Cần Chính Điện. Nhìn từ góc độ nào đó, Liễu Tích Dung mới là người giống Liễu Thanh Thạch nhất, giả nhân giả nghĩa lại xảo quyệt. Còn Liễu Hy Nghiên lại càng giống mẹ cô hồi còn trẻ, được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, kiêu căng, ngu xuẩn, ác độc lại ương bướng. Nữ quan trong cung muốn nhốt Liễu Tích Dung lại, nàng ta vùng ra, dẫm mạnh lên chiếc khăn tay bị xé nát kia, nhìn cô chằm chằm rồi bật cười thật to, bật cười mà nước mắt khẽ tuôn. Liễu Thiêm ơi Liễu Thiêm à, ngươi chỉ là một quân cờ mà thôi, chẳng ai quan tâm ngươi với mấy cái đồ rẻ rách kia đâu, từ đầu đến cuối ngươi chỉ là một kẻ đáng thương không ai cần. Sau khi nàng ta bị đưa đi, cô lặng lẽ bước tới, nhặt chiếc khăn bị bẩn, rách dưới lên rồi chôn xuống một gốc cây vô danh trong sân, sau đó bị giục lên xe ngựa về nhà thăm người thân. Hàng năm trong cung đều sắp xếp phi tần, cung nhân về nhà thăm người thân trước khi đón năm mới. Cô và Liễu Hy Nghiên ngồi cùng một chiếc xe trở về, cô ta không ưa cô, suốt quãng đường bày ra vẻ mặt thối hoắc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến nơi rồi vẻ mặt lại không giấu được sự vui mừng, phóng xuống xe lao vào Liễu phu nhân, giống như chú chim non ỉ vào chim lớn thân mật làm nũng. Còn Liễu phu nhân và Liễu Thanh Thạch, trong mắt tràn đầy âu yếm chê cười cô ta vẫn chưa chịu lớn. Cô đứng lặng người trong gió lạnh thật lâu mới chờ bọn họ nói dông nói dài xong. Cuối cùng Liễu Thanh Thạch cũng nhớ đến sự tồn tại của cô, quay đầu lại nhìn cô, nhướng mày nói, Liễu Thiêm, sao còn không qua đây gặp mẹ đi? Người ông ta đang chỉ là Liễu phu nhân, trên danh nghĩa cô chỉ có thể gọi bà ấy là mẹ. Cô bước tới thỉnh an Liễu phu nhân, thái độ của bà ấy không mặn cũng chẳng nhạt. Tháo chiếc vòng tay bằng vàng ròng trên tay xuống đưa cho cô, đây là lễ tiết mà trưởng bối đại gia tộc gặp tiểu bối thường dùng. Liễu Hy Nghiên đến viện của Liễu phu nhân, còn Liễu Thanh Thạch dẫn cô đến thư phòng hỏi kỹ chuyến đến Cần Chính Điện của cô ngày hôm đó. Ông ta không hề quan tâm đến vai trò của Liễu Tích Dung và Liễu Hy Nghiên trong đó, ông ta chỉ quan tâm vì sao Bạo Quân lại không giết cô. Cô nói qua loa không rõ ràng, ông ta đi đi lại lại trong thư phòng hồi lâu, vung tay áo đi đến trước mặt cô nhìn khuôn mặt cô chăm chú. Sau đó đưa ra kết luận, con à, con sinh ra xinh đẹp như thế, có lẽ vị kia thật sự vừa ý con rồi. Ông ta lấy ra vài gói thuốc độc, yêu cầu cô lấy lòng tiếp cận Bạo Quân, sau đó hạ độc vào trong thức ăn của hắn, loại độc này không màu không vị, vào miệng là chết ngay lập tức. Vì Bạo Quân mà thiên hạ khổ sở đã lâu, trong ngoài triều đình đều khen ngợi vi phụ hiền đức, nếu vi phụ ngồi vào vị trí hoàng đế này, với ta, với con, với bách tính đều là chuyện tốt. Nếu như con có thể giết chết hắn, đợi vi phụ thành nghiệp lớn, con sẽ là công chúa tôn quý nhất, còn mẹ con sẽ là hoàng hậu người người quỳ lại, vinh hoa phú quý cả đời này. Thấy cô đờ người ra, ông ta đưa tay muốn sờ đầu cô, như là những hành động của cha con bình thường nhất, nhưng đặt vào hai chúng ta, ông ta cứng nhắc nâng tay lên, cô cũng bất giác lùi lại né tránh. Ông ngượng ngùng buông tay xuống, mẹ con lâu rồi chưa gặp con, đi thăm bà ấy đi. Lấy vinh hoa phú quý để dụ dỗ, lấy tính mạng của mẹ ruột để uy hiếp.
ông ta bày ra dã tâm của mình quá rõ ràng trước mặt cô, vì nắm thóp được điểm yếu của cô, cho nên không hề sợ cô để lộ tin ra ngoài. Cô cầm lấy mấy gói thuốc độc kia, ngoan ngoãn rời đi, đi theo người hầu đến viện của mẹ cô, đi được nửa đường nơi hoa cỏ nở rộ. Cô lặng lẽ đi chui vào trong đó rồi men theo con đường đã ghi nhớ để quay trở lại thư phòng của Liễu Thanh Thạch. Cô đứng bên cửa sổ sau thư phòng, thấy cung nữ thiếp thân của cô đang báo cáo tình trạng của cô ở trong cung với Liễu Thanh Thạch. Liễu Thanh Thạch cảm khái, lúc đầu cứ tưởng nó là đứa trẻ vô dụng, suýt nữa thì giết chết nó, cũng may là không thành công. Cả hai lần nó đều sống sót trong tay vị kia, chắc chắn là Liễu Thiêm có điểm gì đó đặc biệt. Đồng tử của cô không khỏi giãn ra, như thể hiểu ra được điều gì đó. Hóa ra kẻ xô cô ra khỏi đám người ngày hôm đó là cung nữ do Liễu Thanh Thạch sắp xếp. Ông ta muốn cô vừa tiến cung đã bị xử tử vì va vào bệ hạ, có thế thì chuyện lấy cô thay cho Liễu Hy Nghiên sẽ không bị kẻ khác phát hiện. Cha ruột của cô, từ lần đầu tiên thấy cô ở Lạc Thành đã không có ý định để cô được sống. Còn bây giờ, ông ta vẫn ủ mưu để cô tự đâm đầu vào chỗ chết để thực hiện dã tâm của mình. Không nói nên lời cảm xúc trong lòng là gì, cô hốt hoảng rời đi, bẻ hai cành mai sáp mới nở, sau đó gặp tỷ nữ dẫn đường đang tìm cô ở gần đó. Cô giả vờ mừng rỡ, trên đường ta ngửi thấy mùi mai sáp nên muốn hái vài cành đưa cho mẹ, nào ngờ lại bị lạc đường, may mà ngươi tìm thấy ta rồi. Hành lang chín khúc trong đại trạch viện, đường đi vốn đã phức tạp, hơn nữa có thể nàng ta đã được Liễu Thanh Thạch bày mưu đặt kế. Không muốn để cô nhớ kỹ vị trí của thư phòng, khi đi còn cố ý dẫn cô đi lòng vòng mấy lần, lạc đường là chuyện rất bình thường. Nàng ta đâu có ngờ cô có thể nhớ được tất cả đường đi, còn có thể đi đường tắt. Hiển nhiên là tỷ nữ kia tin rồi, nghi ngờ tan biến lại tiếp tục dẫn cô đến viện của mẹ. Lâu rồi không gặp, hình như mẹ cô hết bị điên rồi. Bà ấy còn nấu canh hạt sen bách hợp đón gió tẩy trần cho cô, học dáng vẻ của một người mẹ bình thường, hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Hỏi tình hình gần đây xong, lúc hai người không còn gì để nói bà ấy lại vụng về học cái dáng vẻ trước kia kể chuyện cho cô nghe. Hồi lâu sau, có lẽ cuối cùng bà ấy cũng nhận ra được sự xa lạ lúng túng giữa hai người cũng dần rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, bà ấy nghiêm mặt, cuối cùng cũng nói ra chuyện mà mình quan tâm nhất, Liễu Thiêm, ở trong cung, con có được sủng ái không? Tay đang cầm thìa của cô dừng lại, sau đó cô nói, trong cung không có ai được sủng ái. Mẹ ngồi xuống cạnh cô khiến cô không thể không nhìn bà ấy, lại hỏi, Liễu Thanh Thạch đó, con đã gặp rồi phải không? Cô không biết rốt cuộc bà ấy muốn nói gì, chần chừ đáp, gặp rồi ạ. Không hiểu sao mẹ cô lại bắt đầu kích động, trong mắt hiện lên sự điên cuồng và hận ý nhưng rất tỉnh đáo, con nhớ kỹ này, ông ta không phải là cha con, ông ta là kẻ thù của mẹ con ta. Liễu Thiêm, con là do ta sinh ra, ta là người hiểu con nhất. Con là đứa trẻ thông minh, lại kế thừa dung mạo của ta và Liễu Thanh Thạch, xinh đẹp và trí tuệ đều là vũ khí không thấy được lưỡi đao, bây giờ con có cơ hội tận dụng những thứ vũ khí này. Tiếp cận hoàng đế, đi tranh sủng, nghĩ cách giết cửu tộc Liễu Thanh Thạch. Nói một hồi, bà ấy lại đổi ý, lắc đầu lẩm bẩm, không được, không được, thế thì quá chậm, quá chậm. Nghĩ tới điều gì đó, mắt bà ấy sáng lên, cầm lấy cánh tay cô, không hề che giấu hận ý nói, đúng rồi, chi bằng con lập tức đi tìm cơ hội, một kiếm đâm chết hắn. Liễu Thiêm, chỉ cần hắn chết, mẹ con ta cũng sẽ được tự do. Bà ấy tính toán làm sao để giết được Liễu Thanh Thạch báo thù cho bà ấy, nhưng chưa từng nghĩ rằng làm thế nào để cô có thể trở ra nguyên vẹn một lần, giống như Liễu Thanh Thạch bảo cô đi hạ độc bạo quân vậy. Chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy rất khó chịu, cái cảm giác khó chịu không nói nên lời này dần trở nên rõ rệt hơn. Có lẽ cô đã im lặng quá lâu, cuối cùng mẹ cũng nhìn cô, trong mắt bà ấy chắc là cô đang cúi đầu thất thần. Chiếc thìa trong tay khuấy trong vô thức va vào thành bát kêu leng keng, nhưng lại không uống một ngụm nào. Bà ấy mất kiên nhẫn, cũng đã sớm không còn dáng vẻ giả vờ làm mẹ hiền vừa rồi, lạnh lùng nhìn cô ép cô trả lời, Liễu Thiêm, rốt cuộc là con có báo thù cho mẹ không? Cô mở miệng, lại nhận ra mình không thốt ra tiếng. Lại im lặng một lát, cô nói cũng không được, không nói cũng không xong, nhẹ nhàng đẩy chén canh hạt sen hoa bách hợp ấy đến trước mặt bà ấy, khẽ nói, mẹ, người còn nhớ không? Con ăn hạt sen sẽ chết. Cô bị dị ứng với hạt sen, lúc nghiêm trọng đã từng bay mất nửa cái mạng. Khi còn bé mẹ không cho cô ăn cơm, cô đói cồn cào, từng lội xuống nước vào mùa đông để hái đài sen còn dư lại trong ao sen mà người ta không cần, nước lạnh thấu xương. Bận bịu một hồi lâu mới hái được những hạt sen khô quắt, cô nâng niu ăn từng hạt một vào bụng. Tối hôm ấy đau bụng đến mức lăn qua lộn lại trên đất, cả người nổi đầy vết mẩn đỏ. Mẹ cô sợ cô mắc phải bệnh truyền nhiễm nên đuổi cô ra khỏi phòng, lúc cô hấp hối nằm co ro trong đống rơm rạ, may mà thím đến đưa đồ thấy được. Bà ấy cõng cô xuống núi suốt đêm tìm được thầy lang trong thôn, mới chẩn ra bệnh là cô đã ăn phải đồ bị dị ứng,
nếu ăn thêm mấy hạt nữa là sẽ mất mạng.